Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ, chia sẻ, kết nối môn thể thao vua cùng với sự đồng hành của trang thể thao giải trí trực tuyến hàng đầu châu Á QH88. Như vậy, vòng 1/8 giải bóng đá U22 Ngọ Xá, Đông Suri tranh cúp QH88 chào mừng năm 2023 đã kết thúc. Sau đây là bảng tin tổng hợp về kết quả vòng đấu này. Trận đấu đầu tiên là cuộc chạm trán giữa Trung Bản và Tiên Trà. Hữu Khải là người đã ghi bàn thắng ngay trong hiệp 1 để giúp Tiên Trà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, đến phút cuối cùng của hiệp 2, Trung Bản đã có bàn thắng san bằng tỷ số do công của Tuấn Việt. Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa, buộc hai đội phải bước vào loạt đấu súng penalty cần não. Trên chấm đá đen, Tiên Trà đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 4-2 để ghi tên mình vào vòng trong. Loạt trận thứ hai, Đông Phủ đã đè bẹp Trần Xá 6 bàn không gỡ, Đình Chỉnh đã lập cú poker, hai bàn còn lại lần lượt được ghi do công của Duy Khánh và Văn Trung. Một trận đấu sớm vòng 1/8 là cuộc đụng độ giữa Ô Cách và Vọng Đông. Đại diện đến từ xã Đông Tiến làm chủ cuộc chơi trong suốt thời gian hai hiệp và đã có bàn thắng mở tỷ số trước được ghi bởi Văn Hướng. Nhưng đến gần cuối trận, Văn Tuấn đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho Vọng Đông. Kết thúc 60 phút mà không có bàn thắng nào được ghi thêm, buộc hai đội phải phân định thắng thua trên loạt đấu súng penalty cần não. Ô Cách sút 3 lần thì trượt cả 3, còn Vọng Đông thì không mắc một sai lầm nào trong 3 loạt sút đầu tiên. Chung cuộc, Vọng Đông vượt qua Ô Cách trên loạt đấu súng với tỷ số 3-0. Ngày Chủ nhật, 5 loạt trận cuối đã được diễn ra với kết quả bất ngờ. Tâm điểm của ngày Chủ nhật là cuộc chạm trán giữa Thiểm Xuyên và Thượng Thôn. Ngay ở nửa đầu hiệp 1, thì Thượng Thôn đã vươn lên dẫn trước Thiểm Xuyên 2-0 với pha làm bàn của Văn Thêm và Bảo Minh. Kết thúc hiệp 1, thì Thành Lộc đã kịp thời ghi bàn thắng giúp Thiểm Xuyên rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bước sang hiệp 2, Thượng Thôn vẫn nắm thế chủ động. Cho đến phút bù giờ thứ 3, điểm nhấn đã đến. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc, Như Mỹ đã băng vào dứt điểm một chạm, làm tung lưới thủ thành Trung Hiếu để quân bình tỷ số cho Thiểm Xuyên ở những giây cuối cùng. Trận đấu thứ 3 ở vòng 1/8 phải phân định bằng loạt penalty cần não. Trên chấm đá đen, Thiểm Xuyên đã không mắc một sai lầm nào và vượt qua Thượng Thôn với tỷ số 4-3. Trận đấu đáng chú ý nữa là trận derby xã Mai Đình giữa Châu Lỗ và Mai Hạ. Đội bóng kiên cường nhất vòng bảng, Châu Lỗ đã không còn là chính mình khi để người hàng xóm Mai Hạ đè bẹp 7 bàn không gỡ. Một ngày thi đấu bùng nổ của Việt Hưng, anh đã ghi tới 5 bàn, Hồng Quan cũng có một cú đúp cho trận đấu này, giúp Mai Hạ có tấm vé vào vòng trong. Ở 3 loạt trận còn lại, Yên Lãng đã có chiến thắng 4-0 trước Ngô Xá với cú đúp của Minh Hiếu. Hai bàn còn lại lần lượt được ghi bởi Minh Thắng, Văn Hiếu. Cầu Gạo dù thiếu vắng đi ngôi sao Hoàng Nam nhưng cũng đã giành chiến thắng trước chủ nhà Ngọ Xá với tỷ số 3-2. Tiến Thủy, Trung Vinh, Trần Tuấn mỗi người ghi một bàn thắng. Hai bàn của Ngọ Xá được ghi bởi Văn Dũng và Văn Phong. Ba hai cũng là tỷ số mà Lương Tân vượt qua Mai Động ở trận đấu cuối cùng vòng 1/8 với pha lập công của anh Tuyến, một cú đúp của Hoàng Thái. Mai Động cũng có hai bàn thắng ghi bởi Hữu Tùng và Văn Long, nhưng trường đó là chưa đủ để cho Mai Động có được tấm vé vào vòng trong. Đáng chú ý là cầu thủ số 44 Văn Tài bên phía Lương Tân tiếp tục phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu này. Ba trận vào sân thay người thì Văn Tài kiếm về 2 tấm thẻ đỏ cho Lương Tân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần bảng tin tổng hợp của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm trang fanpage và kênh YouTube bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Đừng quên follow để ủng hộ kênh thể thao của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!
bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.